Báo cáo, báo cáo. Mục tiêu đã vào công xưởng. Hồng Sa, Hồng Mã đã vào vị trí chưa? Báo cáo, Hồng Sa đã vào vị trí. Mục tiêu đã đi vào. Xưởng sản xuất bỏ hoang. Phòng tầng 1 phía nam. Con chuột đợi 5 người đã đủ. Chúng đang đợi thợ săn. 5 người đã đến đủ. Chỉ đợi thợ săn. Ăn đi. Báo cáo, Hồng Mã đã vào vị trí. Đi lấy nước đi. Đồng chí, cho tôi gọi điện nhờ. Xin hỏi anh là khách ở phòng nào thế? 102. Được. Lôi Sử, có điện thoại gọi tới đấy. Trời mưa, hôm nay không phơi quần áo nữa. Trời mưa, không phơi quần áo nữa. Hình như chúng đang rút lui. Có hành động hay không? Hãy ra lệnh. Các tiểu đội trả lời. Đã vào vị trí chưa? Hồng Sa đã vào vị trí. Hồng Pháo đã vào vị trí. Hồng Tượng đã vào vị trí. Hồng Mã đã vào vị trí. Chúng ta đi chi viện thôi. Đợi lệnh. Hành động. Nằm xuống, mau.
Lên, mau, lên. Mèo hoa, mau lên. Được. Lôi Sử, cuộc điện thoại ban nãy đã điều tra ra, được gọi từ khách sạn Quốc Khánh. Nhân viên nói, người đàn ông gọi điện còn chưa trả phòng, bây giờ vẫn đang ở phòng 102. Hồng Sĩ chú ý, khách sạn Quốc Khánh xuất hiện kẻ tình nghi là thợ săn. Hồng Sĩ xin được giám sát. Cho phép, anh hãy cẩn thận. Đã rõ. Tôi tới khách sạn Quốc Khánh. Để em đi cho. Hai người hãy ở lại, chuẩn bị chi viện cho bọn Hàn Băng. Em muốn đi cùng anh. Chấp hành mệnh lệnh. An Năng, hãy cẩn thận. Cầm lấy, mang đi. Ai đấy? Phục vụ phòng ạ. Có chuyện gì? Dọn phòng ạ. Được, chờ một lát. Cấm nhúc nhích. Không mở được.
bắt buộc phải tóm được thợ săn, buộc phải bắt sống. Sao em lại tới? Biết thế này em không nên để mình anh tới đây. Mau gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu, gửi theo. Chuyên gia được mời từ bệnh viện của tổng bộ tới chưa hả? Trước khi chúng ta tới, Lôi Đình nói đã tới rồi. Bây giờ đang cấp cứu. Tình hình rất không lạc quan. Tiểu Trịnh, chạy nhanh chút. Rõ. An khoa trưởng thế nào rồi? Vẫn đang cấp cứu, tìm được máy điện tử chưa? Tìm được rồi. Phan Sâm và Nghiêm Thực đã đưa máy điện tử về 701 rồi. Rất tốt. Chúng ta lục soát mấy cái kho cũ đó, ở trong một góc ở đó đã tìm thấy máy điện tử. Đã thẩm vấn, hắn khai mấy cái kho cũ đó là một điểm mà thợ săn và bọn hắn thường hay gặp gỡ. Bây giờ, người của tôi đang ở trong đó, tiếp tục điều tra hiện trường. Biết hướng đi của thợ săn chưa hả? Vẫn chưa rõ. Thợ săn và bọn chúng vẫn luôn là liên hệ một phía. Hắn làm việc cực kỳ cẩn thận. Thân phận thực sự của hắn và hắn làm việc cho tổ chức nào đều không rõ. Chỉ biết biệt hiệu của hắn là Ưng Nhãn. Ưng Nhãn. Viện trưởng, chúng ta sắp tới nơi rồi. Để cho an toàn, vẫn là nên đi từ cửa sau của viện. Tôi có một nước cờ hiểm. Anh có dám đánh cược không? Cậu muốn làm cho to chuyện. Phải xem bọn chúng có dám đánh cược không.
vào từ cửa lớn. Sao mà tôi lại toàn nghe anh ấy? Tôi không thể trái lệnh một lần sao? Anh ấy nói phục tùng mệnh lệnh, tôi liền phục tùng mệnh lệnh. Tôi thực đáng chết. Tôi nên đi cùng anh ấy. Nếu như tôi ở cùng anh ấy, mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Đây không phải là lỗi của cô. Chiến trường ngầm tàn khốc như vậy đấy. Khoa trưởng, sở trưởng của 701, trên người ai mà chẳng có mấy vết thương. Yên tâm, An Năng có thể vượt qua được. Anh ấy buộc phải vượt qua được. Bằng không cả đời này tôi không cách nào tha thứ được cho bản thân mình. Các người nhìn tôi như vậy để làm gì hả? Tôi không phải vẫn đang khỏe đây sao? Tôi không ký. Có chút vết thương đó mà các người không chữa được à? Có biết là cậu ấy đã chịu qua bao nhiêu phát súng rồi không? Lưng cậu ấy tới bây giờ vẫn còn mảnh đạn chưa được lấy ra đấy. Phổi đó bị thương nặng như vậy, cậu ấy không phải cũng đã vượt qua sao? Bây giờ cậu nói với tôi, bụng bị đâm mấy nhát mà các người muốn dùng phương pháp kích tim để lại lời trước khi lâm chung ư? Chị hãy bình tĩnh một chút, tâm tình của chị chúng tôi hiểu. Tôi không cần anh hiểu. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không ký tên đâu. Tôi lệnh cho cậu, tôi lệnh cho cậu buộc phải cứu sống cậu ấy. Bác sĩ, nói cho tôi biết, sao lại ra thông báo bệnh nguy kịch? Thủ trưởng, chúng tôi đã làm phẫu thuật cho bệnh nhân, nhưng mà nội tạng của anh ấy bị tổn thương rất nặng, rất khó hồi phục. Mặc dù chúng tôi liên tục tiếp máu cho anh ấy, nhưng mà tim của anh ấy suy yếu rất nhanh. Vậy nên, sợ rằng là không còn trụ được bao lâu nữa. Cái này tôi ký. Viện trưởng, xin lỗi, tôi không bảo vệ tốt cho máy điện tử. An Năng, máy điện tử đã lấy được về rồi. Tôi nhìn thấy tên thợ săn đó rồi.
Hắn cao khoảng 1m80, tóc ngắn, có râu, giống hệt như Dung Kim Chân miêu tả. Lúc tôi sắp đuổi được hắn, hắn từ Tam Tháp Cảng chạy về phía đông. Lúc hắn chạy thoát, mang theo điện đài bên ngoài. Tôi dám khẳng định, hắn chính là người nắm giữ tử mật. Tôi muốn bắt sống hắn, nhưng tôi không làm được. Trịnh Sở, Tập 13. Xin lỗi, tôi không phải người lính tốt. Cậu là người lính tốt nhất của tôi. Con người tới cái lúc này thật là tốt. Rõ ràng là nên nhận xử phạt, ngược lại lại thành lập công. Tôi có một việc muốn nhờ anh. Nói đi. Nếu như tôi thực sự đi rồi, đừng có nói với Dung Kim Chân vội. Hiệu trưởng Dung vừa qua đời. Tôi sợ cậu ấy không chịu được. Nếu như cậu ấy làm loạn thì sẽ ảnh hưởng tới việc tính toán. Đợi tới lúc tôi không thể giấu được nữa, anh nói với cậu ấy, tôi để lại cho cậu ấy 2 câu. Tám tám năm ba năm bảy. Cậu ta hiểu. An Năng, cậu còn có chuyện gì muốn làm không? Còn có người thân nào cần tổ chức chăm sóc, cứ việc nêu ra. Hết rồi. Tôi chỉ muốn nói mấy câu với Trác Lị.
Charlie, em nói xem em làm gì không làm mà cứ đến 701 góp vui. Em không đến đây thì còn đến đâu? Em có thể đến nhà hàng làm một nhân viên phục vụ, có thể đến bưu điện làm một nhân viên bưu điện, có thể lên xe buýt làm một nhân viên thu vé, đều tốt lắm mà. Nhưng anh đâu có ở nhà hàng, đâu có ở bưu điện, anh cũng không thường xuyên đi xe buýt. Em viết thư cho anh cũng không chịu trả lời em. Anh bảo em phải làm thế nào? Em chỉ có thể đến 701 tìm anh thôi. Cái cô bé này lúc nào cũng cứ bám giết không thôi. Em cứ bám giết đấy. Anh đừng hòng cắt đuôi em. Cả cuộc đời này em cứ bám mãi theo anh đấy. Charlie, thực ra anh vẫn luôn thích em. Nhưng anh không dám. Anh đừng nói vớ vẩn. Anh biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Nhưng mà anh không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Em không cho anh nói như thế. Anh Năng, em rõ là nỗ lực, rõ là nỗ lực mới thi được vào 701, mới có thể gặp được anh. Anh không được bỏ cuộc, anh không được đối xử với em như vậy. Em hứa với anh, em sẽ không bám lấy anh nữa. Em sẽ không ép anh phải viết thư cho em. Em sẽ không bắt nạt Dung Kim Chân nữa. Em xin anh đấy, chỉ cần anh sống, em muốn anh phải sống thật tốt. Em xin anh đấy. Nói cho em biết một bí mật. Mỗi lần anh chấp hành nhiệm vụ cũng đều viết một bức di thư. Mỗi một bức di thư đều là để cho em đấy. Sư nương kính mến, chào người. Con còn nhớ hồi nhỏ người từng nói với con, lúc người vô cùng mong nhớ một vong linh thì người đó sẽ biến thành bươm bướm đến bên người thăm hỏi. Sau khi hiệu trưởng mất, trong lòng con rất mong nhớ ông ấy, nhưng vẫn chưa lần nào con có thể mơ thấy ông ấy. Con nghĩ là vì con đã không đến để tham gia lễ truy điệu của ông ấy nên ông ấy giận con, nên mới không chịu gặp lại con trong giấc mơ. Nhưng vừa nãy con đã nhìn thấy một con bướm ngoài cửa sổ.
Nó cứ đậu ở đó, cứ nhìn con mỉm cười. Con biết là hiệu trưởng đã tha thứ cho con. Xin lỗi, tôi đi ngay đây, đi ngay đây. Người đó chưa chết thật sao? Lúc tôi từ bệnh viện về, hắn vẫn đang cấp cứu. Anh định giết hắn sao? Hắn đã nhìn thấy mặt tôi. Nếu không chết thì tôi phải chết. Bệnh viện Ninh Châu phòng vệ rất nghiêm ngặt. 701 đã có không ít người đến. Hồng Trung và Bắc Phong đều ở đó. Anh tưởng anh sẽ vào được sao? Như vậy càng tốt. Nhớ lấy, nếu tối hôm nay tôi vẫn chưa về, nhất định phải hủy chiếc đài dưới nhà đi, giúp tôi chuyển lời lên cấp trên. Người nhà của tôi phó thác cả cho ông ấy. Đứng yên. Giơ tay lên. Tháo khẩu trang ra. Ưng Nhãn, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi. Nói như vậy là hắn đã chết rồi. Tao sẽ dần dần tính sổ với mày. Có thể dùng một người chết để dụ tao mắc bẫy. Chúng mày đúng là dốc nhiều công sức thật đấy.
Bắn đi. Bắn đi. Bắn đi. Thuốc nổ trên người tao đủ để phá hủy cả một bệnh viện. Bắn đi. Bắn đi. Ứng Nhãn, hôm nay có thế nào mày cũng đừng hòng bước ra khỏi đây. Mày nên biết rõ, thứ chúng tao cần là tử mật. Còn cái mạng của mày, tao không có hứng. Tiếc là bây giờ mạng của chúng mày đang nằm trong tay tao. Những người biết được tử mật đều phải chết. Muốn chết thì bóp cò đi. Bỏ hết súng xuống cho tao. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Mày gườm hơn cả hai người chúng nó. Tao đếm đến ba. Bỏ súng xuống cho tao. Một. Hai. Charlie, bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Chắc lị, cô bình tĩnh lại. Sử mật quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Khoa trưởng An không thể chết uổng được. Mày trả ăn năn cho tao. Trả ăn năn cho tao. Trả cho tao. Bình tĩnh, bình tĩnh, buông tôi ra. Trả ăn năn cho tao. Bình tĩnh lại. Trả ăn năn cho tao. Bình tĩnh. Trả cho tao. Trả cho tao. Báo cáo, bắt được Ứng Nhãn rồi. Tiến hành thẩm vấn ngay. Đuổi theo. Yeah.
灼烧回忆的烈焰，你才是最难算的那道里面。最近的你，最远的你，精灵的翅膀划过黑暗与光明的天际，盘旋去喝。